Xin chào các bạn, mình là Mỹ Duyên đến từ phòng dịch vụ tư vấn công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau về chủ đề cách để thoát khỏi áp lực tài chính cá nhân hiệu quả. Khi bắt đầu công việc đầu tiên, chúng ta luôn trăn trở làm sao để cải thiện chất lượng cuộc sống. Khi lập gia đình thì chúng ta lại bận tâm tiền đâu để mua nhà, mua xe. Đến lúc có con cái thì lại phải lo tiền đâu cho con môi trường học tập tốt nhất. Và kể cả khi về già thì tiền đâu để chi trả cho các khoản chi phí sinh hoạt, đặc biệt là khoản chi phí cho sức khỏe. Tài chính và cuộc sống vốn là hai khía cạnh gắn liền với nhau. Dù già hay trẻ, nam hay nữ, thành thị hay nông thôn thì áp lực tài chính luôn là nỗi lo lắng của mỗi người. Vậy áp lực tài chính là gì? Áp lực tài chính là những gánh nặng về tiền bạc khi mà nhu cầu sống của con người ngày càng đa dạng nhưng tài chính lại không đủ để chi trả cho những mong muốn đó. Nguyên nhân nào dẫn đến áp lực tài chính? Việc không có kế hoạch tài chính cụ thể khiến chúng ta gặp vô vàn áp lực tài chính, ví dụ như là chi tiêu quá đà chẳng hạn. Phần lớn chúng ta đều vướng vào cạm bẫy chi tiêu, khi thu nhập tăng kéo theo chi tiêu tăng. Việc mất kiểm soát trong chi tiêu khiến cán cân thanh toán của mỗi cá nhân mất cân bằng. Đây là một trong các yếu tố quan trọng gây lên áp lực tài chính. Hoặc là nợ nần chồng chất. Ứng trước tiền tương lai từ bạn bè, người thân, gia đình hay các thẻ tín dụng để bù đắp cho những khoản thiếu hụt là một vòng lặp của một sức khỏe tài chính yếu. Kinh khủng hơn là các khoản vay trả lãi cao, nó bào mòn những tích lũy tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch tài chính của bạn. Không có khoản dự phòng. Ngay cả khi cân đo đong đếm thu chi vẫn có các sự cố bất ngờ xảy ra, buộc chúng ta phải chi một khoản tài chính. Vì vậy, việc chưa chuẩn bị một quỹ dự phòng cho các tình huống bất ngờ cũng khiến tài chính bị ảnh hưởng. Vậy thì tác hại của áp lực tài chính là gì? Tác hại của áp lực tài chính là vô cùng nghiêm trọng. Thứ nhất, trục trặc trong các mối quan hệ, có thể gây tranh cãi với gia đình, người yêu, bạn bè những vấn đề dù nhỏ nhặt vụn vặt. Thứ hai, mất cân bằng trong cuộc sống. Một số người có xu hướng ăn nhiều hơn hoặc ăn ít đi, trong khi số khác thì lại trằn trọc khó ngủ hay bất ngờ tỉnh giấc giữa đêm và khó vào lại giấc. Thứ ba, sức khỏe bị ảnh hưởng. Dễ mệt mỏi, nhịp tim tăng, luôn có cảm giác bồn chồn lo lắng. Rất nhiều người không điều trị ngay còn dẫn tới trầm cảm vì suy nghĩ quá nhiều. Thứ tư, giải tỏa bằng cách chi tiêu bất hợp lý. Mua sắm là cách nhiều người hay chọn để giải tỏa các căng thẳng và áp lực. Càng căng thẳng thì chi càng nhiều tiền hơn. Như vậy vòng quay áp lực tài chính lại lặp lại. Vậy thì cách nào để thoát khỏi áp lực tài chính? Không còn cách nào thoát khỏi áp lực tài chính tốt hơn bằng việc lập kế hoạch tài chính cụ thể. Rà soát các khoản chi tiêu của bản thân. Hãy bắt đầu ghi chép lại toàn bộ các khoản chi tiêu hàng ngày của mình để hiểu rõ thói quen sinh hoạt của bản thân trong vòng một tháng trước. Sau đó phân loại chúng theo các hạng mục rồi thiết lập một kế hoạch chi tiêu sao cho thật hợp lý. Kế hoạch chi tiêu sẽ giúp bạn kiểm soát được dòng tiền của chính mình để bạn phân biệt được đâu là khoản cần, khoản nào có thể cắt giảm, đồng thời cũng chuẩn bị được một số tiền tiết kiệm dự phòng cho các sự cố bất ngờ. Chúng ta phải phân biệt được tài sản và tiêu sản. Rất nhiều người hiểu nhầm về hai khái niệm tài sản và tiêu sản. Tài sản là những gì bạn bỏ tiền túi ra để sở hữu chúng, sau đó chúng sẽ mang lại tiền về cho bạn. Còn tiêu sản là tiền bạn bỏ ra để sở hữu chúng, nhưng trong tương lai bạn vẫn phải tiếp tục chi thêm tiền để duy trì, nuôi dưỡng chúng. Ví dụ như mua cổ phiếu sinh lời thì đó là một tài sản, mua nhà sau đó cho thuê hoặc bán theo thời gian tổng vốn và lãi hơn số vốn ban đầu thì đó là một tài sản. Còn nếu bạn bỏ tiền mua một chiếc xe quá đắt tiền nhưng chi phí bạn phải chi trả hàng tháng quá nhiều như tiền xăng xe, tiền bảo dưỡng, tiền phạt, tiền vay trả góp thì đó là tiêu sản. Như vậy, việc tích lũy tài sản sẽ giúp bạn có một tài chính vững mạnh. Tuy nhiên trong quản lý tài chính, tiêu sản hay tài sản thì còn phụ thuộc vào lifestyle của mỗi người. Đôi khi tiêu sản nhưng mang lại giá trị tinh thần giúp chúng ta cân bằng được cuộc sống thì cũng là một loại tài sản tinh thần. Chúng ta nên ưu tiên trả các khoản nợ nhỏ, liệt kê các khoản nợ cùng các con số chi tiết kèm theo như ngày vay nợ, tiền gốc, tiền lãi, nguồn tiền còn lại hoặc dòng tiền dự kiến trong tương lai cho việc vay nợ. Sau đó bạn có thể xác định tính cấp bách của các khoản nợ và khả năng trả nợ để ưu tiên trả các khoản đó. Lập quỹ dự phòng. Quỹ khẩn cấp được hiểu đơn giản là số tiền để dành cho những sự kiện bất ngờ trong cuộc sống, ảnh hưởng đến tài chính như thất nghiệp, bệnh tật, thiệt hại tài sản. Quỹ khẩn cấp phải là tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt cao và an toàn như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
Quỹ dự phòng sẽ giúp chúng ta có sẵn tiền mặt để xử lý được ngay sự việc. Chúng ta không phải chờ lương, chờ thu nhập về hoặc là vay mượn. Số tiền thích hợp, căn cứ vào số tiền chi tiêu tối thiểu một tháng, dự trù một khoản từ 3 đến 6 tháng là hợp lý. Ví dụ một tháng bạn phải chi tối thiểu 10 triệu thì nên dự phòng từ 30 đến 60 triệu. Như vậy, việc lập kế hoạch tài chính kỹ càng sẽ giúp chúng ta đạt được các mục tiêu tài chính và sống một đời an yên, có sức khỏe tài chính bền vững.